Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là Tuấn Rừng đây. Ngày mới Tuấn Rừng chúc toàn thể mọi người luôn dồi dào sức khỏe nha mọi người. Thì cũng như thường ngày, ngày hôm nay thì Tuấn Rừng lại tiếp tục đi dò bẫy đấy nha. Đây thì Tuấn Rừng đang đến địa điểm đầu tiên nha mọi người. Đây là cái keo keo mà người ta thường đây là người ta làm người ta trồng đấy mọi người. Thì Tuấn Rừng đang ở địa điểm bắt đầu. Thì ở đây ở chỗ này thì Tuấn Rừng đánh một cái ở điểm này thì Tuấn Rừng nhìn lại thì không thấy chính thì lại tiếp tục cái tiếp theo này mọi người. Đây, địa điểm tiếp theo đây rồi sang bên kia mọi người. Bên kia Tuấn Rừng đánh rất nhiều cùng bọ mồi chuối rồi. Bây giờ thì mọi người cùng theo chân Tuấn Rừng nha mọi người. Đây mọi người, Tuấn Rừng phải đặt mồi đây mọi người, vì mồi này lúc nãy kiến ăn hết rồi. Bây giờ ở địa điểm này xung quanh đây thì Tuấn Rừng phải bỏ mồi tất cả thôi mọi người, vì địa hình rừng núi như thế này khó đánh quá, thì mình phải đặt mồi để cây hương nếu mà ở địa điểm này có thì nó sẽ nghe hương của mùi chuối thì nó sẽ lại cho mọi người. Như thế này đường đồi núi như thế này rất là khó đi nên bắt buộc Tuấn Rừng phải đánh mồi thôi. Đây là cây gỗ táu đấy. Cây gỗ táu trong sách đỏ Việt Nam là lim xến táu, thì như Tuấn Rừng này giới thiệu cho mọi người là đây là cây gỗ này là cây gỗ trong sách đỏ Việt Nam đấy mọi người. Cây này khá lớn đấy nha. Cây này phải hai người mới ôm hết. Bây giờ thì Tuấn Rừng sẽ sang bên kia nha anh em. Lưu ý cho anh em, bên này lúc này mình được cây bạc má thì mình nói hơi nhỏ thì anh em phải biết. Nhưng ở ngoài kia thì gần đường nên rất dễ bị phát hiện mọi người. Nếu mà Tuấn Rừng nói lớn thì ngày mai đi dò bẫy thì còn cái nịt, còn cái lụ chứ cũng không còn bẫy đâu mọi người, vì họ sẽ ăn cắp bẫy đấy. Rồi, bây giờ thì Tuấn Rừng sẽ dò đấy. Địa điểm này anh em, địa điểm này có dính một em chuột đấy. Đây nó dính gần hai chân đó mọi người, nó dính cả chân trước cả chân sau như thế này. Ồ, dính như thế này thì sẽ xác suất mà đứt chân thì rất là thấp đấy anh em, khá lớn đấy. Ở địa điểm này mọi người, đây địa điểm này thì khá là nhiều bạc mã đấy nhé. Đây. Nói chung nó mới tung cả địa điểm này mọi người, cây bạc mã. Lý do mà Tuấn Rừng quay cho mọi người xem vì địa điểm này là địa điểm rất là mới nha mọi người. Tuấn Rừng gì vào đây mình đánh một ít vậy thôi. Đây mọi người, đây là bẫy hôm qua Tuấn Rừng mới đánh đấy. Đây bạc mã khá là nhiều. Hôm qua Tuấn Rừng đi tìm địa điểm như thế này thì Tuấn Rừng cũng đánh. Đây là bẫy mới của Tuấn Rừng đấy nha mọi người. Bây giờ Tuấn Rừng sẽ đặt chuối ở đây. Địa điểm này rất là đẹp. Theo như Tuấn Rừng biết thì ở đây khá nhiều cây bạc mã đấy nha. Anh em nhìn thấy không? Nó mới này. Đây. Kia có cây gỗ táo rất lớn. Đây cây gỗ táo mọi người. Tuấn Rừng đặt chuối ở đây rồi. Bây giờ thử xem và đánh thêm bẫy nha mọi người. Cái này không thấy dính. Đấy nha mọi người. Ở cơ
bẫy này có nhìn được một em chuột thôi mọi người. Nhìn rồi nó, nhưng mà nó chết rồi mọi người. Vì trời ở Tuấn rừng thì nó lạnh quá nên đã chết rồi mọi người. Này Tuấn rừng đi ở đồ ở bên kia nhìn thấy cửa bệnh sập thì Tuấn rừng tưởng dính thì bạc má mọi người, mà là chính em chuột. Bây giờ Tuấn rừng sẽ đưa em chuột này để tiếp tục đi dò nha mọi người. Ở điểm này cũng không thấy dính nhá. Có dấu vết của cây nhưng mà hơi cũ rồi mọi người. Bên này, bên này cũng có đánh một cái bên này. Bây giờ Tuấn rừng sẽ sang bên kia nhé, sang bên kia thì Tuấn rừng sẽ dò xem thử có em gì không nha mọi người. Đây, đây Tuấn rừng đánh một cái đây mọi người, nhưng mà dính một em chim nhưng mà không biết gì ăn đâu mọi người. Đây còn hai, còn một hai cái chân thôi, còn một hai cái chân thôi nha. Chuối thì phần còn nha mọi người. Bên kia, bên địa điểm này thì Tuấn rừng có đánh một cái ở đây rồi, nhưng không thấy dính gì. Cách đây vài ngày Tuấn rừng gặp được một bầy heo ở đây nha nhé. Đây, bầy heo nó đi qua ở đây cả ngày, ban ngày mà nó vẫn đi nha nhé. Rồi, bây giờ thì Tuấn rừng sẽ tới bên kia, bên kia giờ xem thử. Ui, cây vuông dính khá là lớn đấy. Rễ cây cũng như thế này. Bàn chân đặt vào như thế này thì biết cây gỗ này nó lớn như thế nào rồi. Điểm này thì Tuấn rừng đánh đã khoảng 10 cái nhá. Khoảng 10 cái. Đây. Cái đầu tiên. Biết loại gì mà nó ăn chuối thì nó ăn mất bít. Khi này Tuấn rừng đánh 3 cái.
kia, bên kia có hai cái nữa. Hai cái này thì chuối còn giữ nguyên mình này. Cái này, cái này chuối còn nguyên. Điểm này cực kỳ là đẹp. Bên này Tuấn Rừng lấy một cái mà người. Bên này một cái này, không dính. Bây giờ thì Tuấn Rừng sẽ sang địa điểm khác nha mọi người, sang địa điểm bên kia. Bên này chín gì nha mọi người, chuối là còn nguyên nha mọi người. Bây giờ thì Tuấn Rừng phải sang đi điện bên này, không thấy chín gì. Đây có cái vụ rất là lớn nha mọi người, mình sẽ quay cái vụ lên nhâm xem. Cái vụ này thì khá lớn. Mình ở trong máy điện thoại thì nhìn nó nhỏ vậy thôi mọi người, nhưng ngoài thì nó rất là lớn nha mọi người. Nó lớn mà nó cao lắm. Đây, cây này nhỏ. Dưới này Tuấn Rừng lên một cái. Đi kia nha. Mình thấy chuối vẫn nguyên, bảy với con chất bảy chất trập này. Ở đây là dấu vết của cây hương này mọi người, cũng khá mới. Nhưng Tuấn Rừng là đánh ở đây một cái, nhưng chuối vẫn còn. Bây giờ thì Tuấn Rừng sẽ xuống ở địa điểm này, xuống ở địa điểm phía dưới đây nha. Ở đây thì trong kia mọi người, này Tuấn Rừng dò trong kia thì có thể nói lớn được mọi người, nhưng Tuấn Rừng lại dò ra ở địa điểm gần đường, thì gần đường thì Tuấn Rừng phải nói nhỏ cho mọi người. Mọi người thông cảm em một Tuấn Rừng vì sợ nói lớn thì người ta phát hiện được địa điểm của Tuấn Rừng đấy, thì nó sẽ gây bất lợi cho mình. Đây Tuấn Rừng lấy cái đây, không thấy nha. Thì anh em nào mà đánh bẫy mà thường mất bẫy thì anh em biết được cái cảnh thường không dám nói lớn đâu, nói lớn thì sợ người ta phát hiện. Bây giờ Tuấn Rừng sẽ xuống chỗ địa điểm dưới này hai cái nữa.
dưới kia. Cái dưới kia không biết có đúng không. Hình như cái dưới này sập rồi mọi người. Ủa sập rồi mọi người. Không biết dính gì nhưng mình thấy sập rồi. Không thấy bầy đâu mà dính chim thì toàn này chim gì nó mà vụ nên lông nó ra nhiều này. Tưởng chính là cái gì, đây là các con gián đấy mọi người này, nhìn thấy không? Như thế này thì lồng cánh mà như thế này thì chắc là em gì đó nhổ lông ấy. Bây giờ Tuấn rừng sẽ đánh lại bầy này rồi sang bên kia rồi nha mọi người. Ở đây nha mọi người, ở đây Tuấn rừng cùng đánh một cái này. Đây này, heo rừng anh em thấy không? Điểm này heo rừng nó bới rất là nhiều mọi người. Điểm này thì Tuấn rừng cũng đánh một cái nhưng mà không thấy dính đấy nha. Bây giờ thì Tuấn Trường này tiếp tục đi dò thôi nha. Dò lại trên kia. Nãy giờ chỉ được hai em chuột và một em cây bọc má thôi. Chứ dò cũng rất nhiều nhưng không thấy gì đâu mọi người. Nên Tuấn Trường chỉ quay tóm tắt vậy thôi. Đây nha mọi người. Ở đây địa điểm này thì cũng có dấu vết của cây nhưng mà cũng khá là cũ rồi mọi người. Thì Tuấn Trường đánh ở đây một cái này. Đây nha. Nhưng không thấy dính. Ở dưới này, dưới này Tuấn Trường còn lấy một cái. Dưới điểm này cực kỳ đẹp, khá là đẹp ấy. Nhưng mà bởi cái điểm này Tuấn Trường mà đánh hôm qua thôi nên chưa thấy dính trời hương thì cũng là đúng đó. Vì mình mới đánh đợi vài ngày có cây nó héo đó thì nó dễ dính đấy nha. Trên kia Tuấn Rừng thấy một cái trên kia nhầm cùng Tuấn Rừng lên xem có dính không nha. Thấy dính này. Không thấy dính chuối gì đã hết rồi. Bây giờ Tuấn Trường sẽ dò sang địa điểm bên kia. Đây thì Tuấn Trường lấy một cái ở đây và một cái đây nha mọi người. Đánh hai bên hai cái nhưng đây đang kiếm cái này đừng để tao đẹp đây. Tôi đừng đánh đây một cái. Ở đây thì có kè đá nó chân đến địa điểm này thì Tuấn đừng đánh đó một cái. Bây giờ anh đừng tiếp tục xuống dò dưới kia thử xem có gì nữa nha mọi người. Nên mọi người, nãy giờ Tuấn Trường đi dưới này lên nhé. Đường rất là khó nên Tuấn Trường không quay được đâu mọi người. Đây, từ địa điểm này thì Tuấn Trường có đánh một cái đấy. Ôi, được sập rồi nhé mọi người. Được sập rồi. Ôi, không biết gì mà nó phá khá nhiều đấy nhé. Không biết thế nó đi đâu nhỉ. Ôi dính được em cây bạc má đấy nha em. Ôi đây rồi. Ui chết rồi. Sắp chết rồi nha em ơi. Đây Tuấn Rừng đặt ở đây nha mọi người. Đây Tuấn Rừng thấy ở địa điểm cây bạc má nó đi từ bên kia
nó đi mà mòn, nó đi thành lối mòn của đây nhá, đất nó đi dính theo khe đá đây, thì tuần rừng đặt để dính để em cây bạc má đây. Hôm nay trời lạnh quá sắp chết rồi mọi người, đây. Ui, nó sắp chết rồi, trời lạnh quá, thì bây giờ Tuấn Rừng sẽ đánh lại cái này cho mọi người để Tuấn Rừng về dò dưới kia thử xem có gì nữa không. Đây nha, chết rồi nhắm, trời lạnh quá. Bây giờ thì Tuấn Rừng sẽ đánh lại bể nha mọi người, cực kỳ là may mắn. Sáng lúc sáng thì dính được một em bạc má và hai em chuột, bây giờ là dính thêm được em bạc má đây thôi mọi người. Bây giờ thì Tuấn Rừng sẽ đánh lại bể đây. Tuấn Rừng đã cho xong toàn bộ số 7 đó nha mọi người. Thì nãy thì có chủ thì Tuấn Rừng nói hơi nhỏ, thì mọi người hết sức thông cảm cho Tuấn Rừng, vì ở địa điểm mà Tuấn Rừng nói nhỏ thì ở đó là có người qua lại là nhiều, thì Tuấn Rừng phải nói nhỏ thôi. Nếu mà Tuấn Rừng nói lớn thì nếu người ta nghe được thì người ta sẽ gỡ hết bẫy đấy mọi người. Vì người ở địa điểm Tuấn Rừng họ đánh bẫy khá là nhiều, nên bây giờ thì cũng có một số người lại cùng vào đánh ở đây, thì họ nghe được mình đánh rồi mình nói chuyện thì họ sẽ biết địa điểm mình đánh. Thì có địa điểm thì Tuấn Rừng nói rất là nhỏ, thì mọi người thông cảm cho mình. Còn bây giờ thì Tuấn Rừng sẽ xin tạm khép video tại đây. Mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ Tuấn Rừng để Tuấn Rừng có những động lực để làm thêm những video hay và chất lượng hơn cho mọi người cùng xem. Vì mỗi đăng ký của anh em là giống như một động lực rất là lớn đối với Tuấn Rừng, vì lúc đó Tuấn Rừng biết anh em rất thích, hoặc là anh em vẫn cùng chung đam mê thì anh em mới đăng ký, đúng không? Thì như thế thì Tuấn Rừng rất là vui. Thì bây giờ thì Tuấn Rừng xin tạm khép video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của Tuấn Rừng. Bye bye mọi người.